Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao, và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với Emin cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Nếu Edward gật đầu, MU có được Jadon Sancho. Gareth Bale, kế hoạch B hoàn hảo của Man United. MU chiêu mộ thành công ngọc quý của Atletico Madrid và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng ta cùng đi vào thông tin chi tiết. Lộ mức lương của Sergio Reguilón tại MU. Theo Talksport, MU chuẩn bị chiêu mộ hậu vệ cánh trái của Real Madrid, Sergio Reguilón với giá 27 triệu bảng. Reguilón không cạnh tranh được suất đá chính ở Real Madrid và bị đẩy sang Sevilla dưới dạng cho mượn ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha đã tỏa sáng và giúp Sevilla đoạt chức vô địch Europa League. Nếu chuyển sang MU, Reguilón sẽ được hưởng mức lương 4,5 triệu bảng trên một năm tại Old Trafford. MU mới chiêu mộ được một tân binh trong mùa hè này là tiền vệ Van de Beek từ Ajax. Huấn luyện viên Solskjaer muốn đưa về một hậu vệ cánh trái để tăng cường cho Quỷ Đỏ khi mà Brandon Williams còn thiếu kinh nghiệm. Hiện tại, Luxor đang là lựa chọn số 1 của MU ở vị trí hậu vệ trái. MU muốn mượn Perisic. Theo báo Anh, MU tính mượn Ivan Perisic một mùa trước khi mua Jadon Sancho mùa tới. Do mùa này khó mua được Sancho vì lý do tài chính, nên MU muốn tìm giải pháp thay thế tạm thời bằng cách mượn Ivan Perisic từ Inter Milan. Perisic được Inter cho Bayern Munich mượn mùa vừa qua và Bayern có vẻ muốn mua đứt tiền vệ người Croatia. Inter cũng muốn bán đứt Perisic để lấy tiền chiêu mộ ngôi sao khác hơn là tiếp tục đem anh này cho mượn. Thế nên, nếu Bayern đề nghị mua đứt, MU sẽ khó cạnh tranh. Greenwood đút lót nhân viên khách sạn. Tờ The Sun của Anh cho biết, Phil Foden và Mason Greenwood đã trả tiền cho một nam nhân viên làm việc tại khách sạn để người này lén đưa hai cô gái vào trong, bất chấp các quy định nghiêm ngặt của đội tuyển về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Họ rất muốn gặp những người phụ nữ và họ đã cần sự giúp đỡ từ một nhân viên khách sạn, người đã nhận được một khoản tiền bồi hậu hĩnh. Không thể nghi ngờ gì nữa, họ biết những gì họ đã làm là sai, nguồn tin từ The Sun tiết lộ. So với các trận đấu khác, an ninh ở chuyến đi tới Ireland của tuyển Anh được đánh giá là kém hơn bình thường, nguyên nhân một phần bởi các trận đấu không cho phép cổ động viên vào sân. Các cầu thủ đã lợi dụng điều này để phá vỡ các quy tắc. Người mẫu Nadia Sip Linda Gunas-Doughty, 20 tuổi, và em họ Lara Clausen, 19 tuổi, nhờ vậy mà có thể vào khách sạn, được bố trí một phòng riêng ngay phía trên phòng của Foden và Greenwood. Trong thời gian bên nhau, Foden đã không nói với cô gái rằng anh ta đã có bạn gái và một đứa con. Theo Mirror, các cô gái hoàn toàn không biết gì về Foden trước cuộc gặp gỡ. Nara Clausen, nữ sinh viên trường luật Ireland, thừa nhận: "Nhiều người đã nói với tôi rằng anh ấy có bạn gái và một đứa con. Tôi không hề biết, tôi đã không tra Google trước khi tôi đến gặp anh ấy." Nếu Edward gật đầu, MU có được Jadon Sancho. Việc tài năng người Anh có cập bến Old Trafford hay không đang phụ thuộc vào chính Manchester United. Tính đến thời điểm này, Manchester United chỉ mới đón một tân binh duy nhất là Donny van de Beek. Và tất nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer chưa có lý do gì để lấy làm hài lòng. Hiện tại, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ cụ thể hơn là phó chủ tịch Edward, người kiểm soát mọi hoạt động chuyển nhượng của Man United, còn đang chần chừ trong việc phá kết để giúp chiến lược gia người đạo uy có được mục tiêu hàng đầu của mình. Từ lâu, đội chủ sân Old Trafford đã thiếu vắng một cầu thủ tấn công đẳng cấp bên hành lang cánh phải, và Solskjaer cũng dự định khắc phục điểm yếu nói trên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng Jadon Sancho, một trong những tài năng hàng đầu thế giới hiện nay. Song, kế hoạch của Solskjaer vẫn chưa thực hiện. Phía Borussia Dortmund dù liên tục khẳng định muốn giữ chân Sancho, nhưng trên thực tế, đại diện đến từ Bundesliga vẫn sẽ chấp nhận để tài năng người Anh ra đi nếu Man United đáp ứng được yêu cầu của họ. Về phía Sancho, trước đó giới truyền thông khẳng định anh đã đạt thỏa thuận xong các điều khoản cá nhân với Quỷ Đỏ. Có thể thấy, cơ hội để Man United chiêu mộ được Sancho vẫn là rất lớn, nhưng như đã đề cập phía trên, họ phải đáp ứng yêu cầu của Dortmund. Và theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, cây bút nổi tiếng về những thông tin truyền nhượng uy tín, thì thương vụ này sẽ được hoàn tất một khi Man United chấp nhận bỏ ra 120 triệu euro. Tất nhiên, nếu không đồng ý bỏ ra số tiền nói trên, Man United sẽ chẳng thể thực hiện được thương vụ này. Gareth Bale, kế hoạch B hoàn hảo của Man United. Gareth Bale rất muốn rời Real Madrid, còn MU lại đang cần một ngôi sao chạy cánh phải. Tại sao họ không thể thuộc về nhau? Sau một mùa giải tương đối thành công với vị trí thứ 3 chung cuộc, Manchester United đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn ở mùa giải kế tiếp. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thầy trò Solskjaer sẽ phải khắc phục được những vấn đề tồn đọng từ mùa giải trước. Một trong số đó là vấn đề đến từ hành lang cánh phải. Nửa đỏ thành Manchester đã để mắt đến sao trẻ Jadon Sancho từ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chưa chính thức mở cửa. Tuy nhiên, mức giá hơn 100 triệu euro mà Dortmund đề xuất lại khiến ban lãnh đạo Quỷ Đỏ không dám mạo hiểm.
Vậy kế hoạch B thì sao? Một cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh và có mức giá hợp lý như Gareth Bale chẳng hạn. Cầu thủ xứ Wales không còn được trọng dụng ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh chỉ ra sân tổng cộng 20 trận trên mọi đấu trường mùa trước. Nếu có thể đàm phán với Real Madrid về một mức giá hợp lý trong khoảng 30-45 triệu euro, MU hoàn toàn có thể xúc tiến thương vụ này. Đầu tiên, có Gareth Bale, khả năng tấn công ở hành lang cánh phải sẽ được cải thiện. Dù chỉ ghi được 3 bàn thắng cùng 2 kiến tạo trên tổng số 20 trận ở mùa giải vừa qua, nhưng nếu xét những thông số trên mỗi 90 phút thi đấu, sẽ thấy Gareth Bale thi đấu không hề tệ. Cụ thể, tiền đạo 31 tuổi đã có 41,6 pha chạm bóng, 0,9 key pass, tỷ lệ chuyền chính xác là 79%, tỷ lệ tranh chấp thành công 52%, tỷ lệ tranh chấp bóng bổng thành công 66%. 0,4 pha cắt bóng, 0,6 pha tắc bóng mỗi trận, theo SofaScore. Ngoại trừ số bàn thắng và kiến tạo, những thông số thể hiện qua mỗi 90 phút thi đấu của Gareth Bale đều ngang ngửa hai tiền đạo hàng đầu của Manchester United là Rashford và Martial. Đặc biệt, Gareth Bale còn sở hữu cánh chân trái rất ngoan, những tình huống cắt ngang từ cánh phải vào trung lộ và dứt điểm sẽ cực kỳ đáng gờm. Thứ hai, Gareth Bale có thể chia sẻ gánh nặng phòng ngự với Aaron Wan-Bissaka. Hậu vệ người Anh mạnh ở khả năng phòng ngự nhưng không giỏi tấn công. Ở mùa giải vừa qua, Wan-Bissaka thường xuyên dâng cao, chẳng những không mang lại hiệu quả mà ngược lại, MU còn bị đối phương khai thác vào khoảng trống mà hậu vệ này bỏ lại, dẫn đến những bàn thua không đáng có. Cả Daniel James và Mason Wood đều có thể đá tiền vệ công lệch phải, thế nhưng khả năng hỗ trợ phòng ngự của hai cầu thủ này thì gần như bằng không. Hãy nhớ rằng Gareth Bale đã từng có quãng thời gian thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh tại Tottenham. Với sự góp mặt của Gareth Bale ở hành lang cánh phải, không chỉ khả năng tấn công mà khả năng phòng ngự của Quỷ Đỏ cũng sẽ được đảm bảo. Cuối cùng, với bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu, cầu thủ 31 tuổi sẽ là một gia sư kèm cặp cho những măng non ở MU. Gareth Bale đã tham gia cả thảy 4 trận chung kết Champions League cùng Real Madrid. Trong đó, cầu thủ xứ Wales ghi bàn ở 2 trận chung kết 2014 và 2018. Với kinh nghiệm tích lũy ở Real Madrid, Gareth Bale hoàn toàn có thể giúp những Daniel James, Mason Wood hay thậm chí là Anthony Martial và Marcus Rashford phát triển hơn nữa. Tuổi tác không phải là vấn đề quá đáng ngại. Gareth Bale đã 31 tuổi, tuy nhiên anh vẫn còn có thể thi đấu tốt trong 2-3 năm nữa. Nếu Real Madrid tạo cơ hội để cầu thủ xứ Wales ra đi, MU có lẽ nên nghiêm túc cân nhắc về một bản hợp đồng. MU chiêu mộ thành công ngọc quý của Atlético Madrid. Đánh bại Real Madrid và Borussia Dortmund, Man United đã giành được chữ ký của tài năng trẻ Alejandro Garnacho từ Atlético Madrid. Manchester United đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền đạo ngôi sao của đội trẻ Atlético Madrid, tiền đạo Garnacho. Theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, Marca đưa tin. Do Garnacho chưa đủ 17 tuổi nên MU chỉ trả một khoản phí đào tạo cho đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha là một trong những viên ngọc sáng giá nhất của hệ thống đào tạo trẻ Atlético Madrid. Garnacho đã quyết định chuyển đến sân Old Trafford, nơi thần tượng Cristiano Ronaldo của anh đã thi đấu 6 mùa giải trước khi chuyển đến Atlético Madrid. Tiền đạo này cũng đã lọt vào tầm ngắm của Ken Ken Trắng, nhưng luật không chuyển nhượng bất thành văn giữa hai đội bóng kình địch tại Madrid đã khiến thương vụ không thể được diễn ra. Trong khi đó, Atlético Madrid cũng đã làm mọi cách để thuyết phục Garnacho ở lại nhưng đã không thành công. MU đang thành công trong việc chiêu mộ nhân tài ở mùa giải năm nay. Trước Garnacho, hàng ngũ trẻ của Man United cũng đã chào đón hai cái tên hết sức đáng chú ý là Álvaro Fernández từ Real Madrid và Marc Jurado từ Barcelona. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer luôn sẵn sàng trao cơ hội cho tuổi trẻ trong nhiệm kỳ của mình. Mùa trước, một loạt sản phẩm của học viện đã được trao cơ hội, đặc biệt là ở các giải đấu cúp. Đây cũng là một trong những điểm tạo nên sức hút của MU đối với các tài năng bóng đá chớm nở. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy vẫn muốn có thêm những chữ ký hạng nặng trong mùa hè năm nay. Có nguồn tin cho biết, Man United tiếp tục quay trở lại với Jadon Sancho sau khi chiêu mộ thành công Donny van de Beek từ Ajax. MU đàm phán mua Upamecano vào năm sau. Những thông tin từ Đức cho biết, MU đang tiếp cận để tìm kiếm thỏa thuận với trung vệ Dayot Upamecano. MU rất quan tâm đến Upamecano và quyết mang trung vệ người Pháp về sân Old Trafford trong tương lai. Upamecano vừa gia hạn hợp đồng với RB Leipzig đến năm 2023. Đáng chú ý, theo Kicker, điều khoản hợp đồng cho phép Upamecano có thể ra đi từ năm 2021 với mức giá là 45 triệu euro. Upamecano nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn khắp châu Âu như Real Madrid, PSG, Bayern Munich. Vì thế, MU sớm đặt vấn đề với Volker Schuck, người đại diện của Upamecano, hy vọng đạt thỏa thuận lấy cầu thủ 21 tuổi này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021. Xin
cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.